Vì sao người nghe niệm Phật mà đi đến tình trạng khô môi khô miệng và họ khó chịu cực kỳ? Vì không cho người còn sống khỏe đang đi vòng 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 như vậy, phải nhiều lúc khó chịu, đâu phải lúc nào tâm lý cũng giống như vậy. Mình công phu mình thấy mình biết mình là đang khỏe mạnh như vậy, mình phải đi vòng 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 nửa chừng mà người đang không ổn là mình thấy không kìm được câu Phật hiệu, mất hết năng lượng trong người, một là đổi cách, hai ra ngoài hít thở xong mình, chứ đâu để nó cứ trì trệ nó kéo như vậy. Cái chính chỗ đó là gì? Mất khí lực, tâm lực hoảng hốt lên, rồi lúc đó cơ hội cho oan gia đến xử lý. Chỗ này là cái chỗ nắm không thất bại. Tuy rằng biết nó như vậy, nhưng mà lúc đụng chuyện nó vô trong đó rồi, không tìm ra, không nhớ ra và chìm trong đó luôn xong. Có cần bỏ tiếng niệm Phật không? Cần người niệm Phật không? Cần. Ấn Tổ Ngài vẫn nói là cái câu Phật hiệu làm sao mở ra cho họ nghe thấu vào trong tâm can của họ. Như thế nào là thấu vào trong tâm can? Người và máy niệm với người mà nằm đó phải là phối hợp với nhau. Nếu tiếng bên ngoài mà không phối hợp được trong tâm thì coi như trong tâm không còn chỗ đứng, tán loạn. Chỗ này là đại chúng hết sức thận trọng. Thành nhân hỏi có khỏe, có khô môi khô miệng không, có khó chịu không, cảm giác như thế nào. Nếu họ khó chịu đẩy ra bên cho họ thoải mái nhất, bắt đầu vô họ tiếp nhận được Phật hiệu thì cho ở, không tiếp thì phải đưa ra họ thư giãn, có thể bằng xe lăn hoặc ngồi. Lúc trước không phát hiện chỗ này phải nghiệm, đó là điều chúng tôi nhắc để ban hộ niệm trên đó phải hết sức, phải là chăm sóc kỹ và làm cho họ thoải mái trong mọi cách gì đó hơn là người còn khỏe. Đi 2 tiếng họ ra, bệnh nhân nằm mấy ngày. Đó là những trường hợp là người tổn khí. Chứ những người họ ra đi, họ niệm Phật trong phòng hộ niệm, họ đi rất an vui. Thì cái số lượng mà chúng tôi nói công quá mệt đi đó thì số lượng rất ít, nhưng cũng có sẽ xảy ra. Phải thận trọng, không phải là bỏ hộ niệm. Bỏ hộ niệm là thua, mái chèo lâm chung. Người đó đẩy mình mà mình phầm y ạch đó, người ta đẩy không nổi thì mình có chuyện do chính mình đó. Nhưng mà đã là thọ mạng hết rồi, rồi họ nằm ở nhà họ cũng chết thôi, chắc chắn là chết thôi, đến cái lúc họ cũng phải chết à. Nhưng mà ở trong phòng khí y như ở nhà để trước khi chết, ở nhà cũng y chang như là trong phòng hộ niệm thôi. Sao ở nhà họ thở không nổi họ chết vậy? Khí lực không đủ nữa, tâm lực quá là kiệt quệ đến cùng, bắt đầu hết thì đem vô phòng hộ niệm cũng chết, mà ở bên ngoài cũng chết. Nhưng trong phòng hộ niệm chết, tuy rằng tổn khí là thật đó, nếu mà không hết, nó có cách đào đó, nó sẽ vùng dậy và nó sẽ kéo dài thêm. Sư cô Phước phòng hộ niệm bữa nay chú Hiền với thầy Thiện, mọi người lắng nghe cho kỹ, cổ ngồi cổ niệm một câu lúc trước là A Di Đà Phật, chừa khoảng trống có A Di Đà, như vậy 21 ngày hết bệnh luôn. Như vậy hộ niệm tốt không? Tốt. Tốt với những chịu niệm theo. Không niệm được phải nhiếp tâm nghe. Bởi vì cái lúc đó là chúng tôi nằm đến 1-2 giờ khuya để muốn cho nó ngủ, chứ không phải muốn cho niệm Phật khác. Số lượng người này cũng dính dính trong hộ niệm, muốn cho nó ngủ. Ngủ cũng không yên, mà niệm Phật cũng không yên, mà thân thể cũng không yên, mà tâm cũng không yên. Thì phải đổi pháp lắng nghe hết sức thận trọng với nó. Lẽ dĩ nhiên không phải là phòng hộ niệm xưa nay bị chướng ngại là gì? Là thọ mạng người đó hết rồi, khí lực bắt đầu hạ giảm từ 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 từ. Nếu người đó mà khí là chỉ gì vùng ngồi dậy, hoặc giả là đến cái lúc nào đó họ vượt qua. Cho nên có nhiều người họ có thể kéo dài, đó là do thọ mạng họ còn, họ bám được câu Phật hiệu, thỉnh thoảng hết, thỉnh thoảng còn, thỉnh thoảng hết, thỉnh thoảng còn. Có người họ qua dễ, rất dễ dàng. Nhưng mà chúng tôi tắt để chúng tôi chiêm nghiệm thử coi trong tâm nó như thế nào. Mà khi niệm trong tâm nó có khí lực, nó ổn định, mở tiếng bên ngoài lại phối hợp bình thường. Không thành. Hôm nay một tuần lễ là chúng tôi nói những kinh nghiệm rất quý, mấy thầy phải trân quý. Đây là cái buổi quan trọng, cực kỳ quan trọng của đối với chúng tôi sáng hôm nay. Và đầy đủ mà chúng tôi trích ra 4 tờ nói chuyên về cái vấn đề mà chúng tôi lược ra. Cái này tự chúng tôi lược chứ không phải thầy tánh lược. Chúng tôi lược ra từng đoạn rất là quan trọng. Tiếng niệm Phật trong tâm. Lắng nghe cho kỹ, thầy tánh đọc cái đoạn này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang khai thị về pháp giúp trọn số căn, tính là pháp không thể nghĩ bằng. Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngõ học chung hạ căn đều đạt được lợi ích thực sự ngay trong đời này. Giờ họ dùng số đồng nguyện thiết tha chuyên niệm tín hiệu A Di Đà Phật nhíp
chọn số căn đối, lâu ngày chạy thắng, chính cái tâm nghiệp thức của chúng sanh này sẽ trở thành dữ, tức là do báu tâm muội chứng được báu thực tướng mới biết vật báu pháp giới, lại đem vật báu này thi khắp hết thảy. Do vậy, từ khi ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức thấy điều tu hành do pháp này trồng đủ tự lực và tha lực, so với những pháp chuyên kỳ thì có dễ khác nào một trời một vật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sánh Hà, lời tựa sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ. Nếu lấy đầy đủ lòng tính chân thật, nguyện tiết tha giữ con với mẹ, giúp tình niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tâm đại thế chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tâm của Đức Quan Âm, xem một tâm để niệm hồn danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày trì tham nghiệp thức của chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng, đấy gọi là dùng quả làm nhân địa tâm. Cho nên nhân trường điển quả quá tột nguồn nhân, người được mộng chớ có rẻ, đấy là đường vào cửa nước bằng của vi trần. Huống gì chúng ta là người đời mật pháp, hay dám chẳng nói theo ư? Trích dẫn Tăng Quảng Chánh Biên Vĩnh Hạ, lời tựa cho Ấn Bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Lối Chữ Khải, để tặng đại chúng độc tùng. Nếu tin tưởng được pháp này, kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu chỉ cho niệm Phật sâu căn, tình niệm tiếp nối, thì cái tâm phòng phủ đó biến thành như lưới tầng bị nhiễm hương, thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc với khí vận của Phật, lại chẳng cảm đầu giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Trích dẫn Ứng Quốc Hạ Ngôn Luật. Đối với pháp tắc tu trì, hãy thử như cầu như mình đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật, sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhíp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, được như thế chắc chắn vẫn sanh. Nay tôi vì bà tính toán, cắt bỏ hết thiền lục, chuyển tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mấy trần chẳng nhiễm đức hồn danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không chân tạp, không gián đoạn, phải khởi tự tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, chỉ thắng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại ngay nơi tự tánh của Đức Quan Âm để tu chọn số căn, tình niệm tiếp nối, thì tu tịnh mà là thiền, còn gì nhiều. Nhiếp tròn sâu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là miệng với niệm sâu cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp thiệt căn. Nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp nhị căn. Bà cần ấy được nhiếp thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, hạ thấp mỹ mắt xuống, cho nên mở bánh mắt. Mắt đã nhiếp rồi cũng chẳng thể ngửi loạn xạ, tức là mũi cũng được nhiếp, thân phải cùng thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng thắng loạn, thì tâm không vùng đến Phật, đây mới là tình niệm. Nếu có thể nhiếp tròn sáu căn để niệm, tình niệm tiếp nối, tình niệm đã có thể thường tiếp nối, thì nhất tâm niệm Phật Tam Muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú môn đạt được nhất tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, thì nghiệp sẽ tiêu, chỉ tâm địa sẽ khai thông. Lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Trích dẫn Văn Sống, đáp lời gọi của Huyền Tu Học Nhân. Pháp môn niệm Phật lấy tính, nguyện, hạnh làm tâm, lấy Bồ Đề Tâm làm căn bản. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhưng trùng biến quả, quả thấu nguồn, cho nên dùng nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, làm công phu thực hiện tổ niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe, hãy nghe càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được, khi nằm và lúc ấy chưa rửa tay xúc miệng thì đều nên niệm thầm trong tâm.
Đại Phật đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, dừng kinh khác đến là chuyện trong tâm chính mình. Vì thế có thể cảm ứng đầu giao là đồ nhiếp độ căn, tình niệm tương kế, đất tâm ma địa ư vi đệ nhất, nhiếp tròn sau căn, tình niệm tiếp nối, đất tâm ma địa ấy là tâm ma địa, tức là tâm mùi. Nói khiến cho hiện tay đều được rõ ràng chính là pháp tắc nhiếp tròn sáu căn vậy. Tâm miệng là thiệt căn, tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi lão sược phóng túng. Niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp, thích hợp khắp hết thường trung hạ các phàm lượng thánh. Hãy nên biết nhiếp tròn nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền tại chính mình, nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn điều quý vị thể nhị căn được nhiếp, thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đặt tâm bất loạn, có thể thực sự nhiếp cả sáu căn địa niệm, chắc chắn nghiệp thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ là đến nỗi bất bình tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phòng phố nghiệp lầm lạc dùng phóng quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm tu quán bệnh giáo chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Niệm thì có thể niệm số chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy bốn chữ: từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc nó, thức dậy tiếp. Lấy niệm Phật làm bốn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thất tử vãng sanh tây phương. Ngoài trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Quy nhất chẳng nhất định phải cầu tướng lành, vì nếu tông đã quy nhất sẽ khắc vơi một phiều thắng loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường bỗng thấy được tướng là thể mà sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn tiết lắng nghe, chẳng chẳng đến nỗi mà sự dấy lên. Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, niệm Phật mồ nhiệm nhất. Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối mới liệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường trung hạ căn các phàm lặng thanh. Nhiếp tròn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Để trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng, điều quý vị một hệ nhi căn được nhiếp, thì các căn còn lại không cách nào rong ruột, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. So với tu nhượng pháp quán khác thì bậc ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khê lý khế cơ nhất. Sau tục biên quyến thượng thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương: niệm Phật chữ hoặc trước hết phải niệm số chữ, đến lúc sắp xong niệm bốn chữ, cuối niệm bốn chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Người ta thường mong lẹ mong nhiều điều có kẻ niệm bốn chữ. Thường nghe nói có người chủ trương lợi ích do chuyên tu, người khác niệm bốn chữ phát nguyện đế Phật điều bảo là không cần, tức hoàn toàn ở ngoài cửa, chỉ biết chính mình thực hiện công phu, chẳng biết cầu sức từ bi. Tuy trong đây có lúc khởi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trong việc cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn, đi đứng nằm ngồi mặc áo thiếu tiện trong tâm đều phải thầm nhớ Phật hiệu trong 7 ngày chẳng để khởi lên, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Khi niệm cố nhiên là niệm phản tiếng, không niệm thì trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm, toàn tâm là Phật,
toàn Phật là tâm, tâm trừ số chữ hồng danh ra, không có hết thể tập niệm, vì thế gọi là. Cho nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiệu niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh, gấp muốn thấy Phật chút phải ma sự, chẳng thể không cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, thì ngày hôm sau sẽ có thể thanh thản, sảng khoái, đúng như pháp được. Một pháp niệm Phật chỉ những ai trích được cái chi kiến cùng vọng mới có thể được lợi đủ cho cái trí ngang bằng với thánh nhân của mật kệ. Cứ lấy một câu Phật hiệu này làm phần thề cầu vãng sanh. Dẫu đêm cái chết bức bách, ép thay đổi đường thể, thay đổi chi hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có lợi ích thật sự. Nếu không, do đắm chi nhiều kiến, tâm chẳng thay đổi ra chẳng bằng kẻ chức pháp niệm Phật, chẳng có chút hiểu biết nào lại dễ được. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lộc. Lá thư, và lá thư đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Bộ sách Văn Sao này muốn tìm ra những chúng đọc Tinh Hoa Lục, vì sao mà Ngài thương nhiếp trọn sáu căn? Bởi vì Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp nhiếp trọn thành tựu được vô thượng đạo Đắc Tam Ma Địa. Hóa thân cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài phải xưởng dương cái pháp này và đem niệm Phật đưa vào trong ngũ kinh tịnh độ. Đó là một cái biểu pháp mà nhìn sâu mới biết đây là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Không còn ngờ vực gì nữa cả. Theo đây mà hành. Ngài nói một lần xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật, một lạy là một lần Phật thọ ký, là Phật A Di Đà thọ ký. Mà vì sao mình xưng nay mấy chục năm nay mà chưa được có tín hiệu gì, chưa thấy tin tức gì? Có lúc hiện ứng, có lúc hiện cảm, ngầm cảm, cho nên có lúc hiện ứng, mà hầu như bọn chúng ta là ngầm ứng là nhiều. Sống trong cõi trần này mà bước chịu ngồi nghe pháp này, nếu không có Phật lực gia trì không bao giờ làm được. Dẫu cho mình có thiện căn mình thích, đó là con người của mình trong cõi này nửa chừng chán. Và thọ ký đến khi nào? Thọ ký đến bắt đầu nghiệp mình nó nhẹ, chứ tiêu sạch là không sân si mạng nghi để chứng A-la-hán đâu. Nghiệp nhẹ gọi là nghiệp nó khinh, bắt đầu do công đức niệm Phật rồi bắt đầu Phật thọ ký cho mình. Thọ ký đến khi nào thiện căn phước đức nhân xuất hiện? Chờ đi, trông chờ một ngày này đi, không phải là quan đường đâu. Một có với ai? Có những người tinh tấn, khiêm cung, khiêm hạ, hiếu thảo, cực có hiếu, không hỗn láo xược với cha mẹ nữa, không có phải là thiếu bổn phận với con cái, hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, bác đức làm được, không cãi vã cha mẹ, không bắt người này người con của Phật Di Đà. Cãi vã cha mẹ, bất kính cha mẹ, không có bổn phận với vợ con, đối với dân nước, làm con của con người còn chưa được, đời sau làm không được, để làm con súc vật, chứ đừng có nói chuyện làm con của Phật Di Đà. Hỏng chỗ này, hỏng chỗ này thất bại. Ngài nói nếu bỏ ra luân thường, hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, thì người này mất gốc, không thể nào niệm Phật thành tựu được. Niệm Phật phải đắp cái gốc này chứ. Nếu mà bỏ cái chuyện này đi là con người, không phải là con người, tám chữ này không người, không phải là con người thì là con súc vật thôi. Khi chưa chết, chưa chuyển cao trong bụng heo, bụng chó mà thân đã biến thành cọp rồi. Cái chỗ này phải lãnh hội cho sao. Vinh danh mà một lần đảnh lễ mà tâm mình vẫn chưa cảm với Phật, vì những cái căn bản mẹ lòng từ không giết làm 10 điều thiện, tôn kính sơ trưởng không có. Là đẹp dê với viễn nhân thôi. Người nào mà lòng trọn vẹn được, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sơ trưởng, lòng từ không giết, cứu khắc bằng khả năng cách nào cứu vật như cứu mình, cứu, thì người này một lần xưng danh, một lần cảm ứng. Nhưng đừng mong để rờ đầu như ông vua Nhật Hữu. Mình chỉ cần gì?
Mình chỉ cần nhiếp trọn sáu căn thôi. Còn cái chuyện lúc Phật phải có gieo cái nhân này rồi, là bỏ cái công đức Phật hiệu vào trong tâm rồi, chịu thường xuyên bỏ cho đến cuối xuất hiện cứu mình thôi. Gieo một cái nhân tham rồi thì cuối đời là phải đi vào trong ngã quỷ à. Không có thể nào mà vượt ra khỏi nhân quả này được hết. Biết cái lộ trình của nhân quả vậy rồi, hàng ngày bỏ câu Phật hiệu trong tâm mẹ, thì một lần xưng danh, một lần được quán đảnh thọ ký. Chỗ này hỏi ngài cái chuyện lễ Phật đó, nhìn thấy nó hình thức rườm rà, tu tại tâm có cần lễ không? Ngày lễ Phật hôm nay là chuyện chính rồi. Tịnh Thất Quan Âm dùng cái cách 334 này, cứ việc hành trì như vậy mà lâu dài. Cái cách lễ này là thầy Tánh ổng đã tìm ra 2 năm nay, ổng lại suốt luôn. Và có 4 chữ, chúng tôi kia phải đổi qua là 6 chữ. Càng lại càng hít sâu vô khí thì có tổn khí. Câu Phật hiệu nghe rõ là xong an ổn. Mà phải là 6 chữ, chứ đừng có giống như cái mà cứ chấp vào 4 chữ rồi nhập thất tiên tu rồi thì bỏ 2 chữ Nam Mô. Nam Mô là cung kính, là quy mạng của con mà. Cái chữ có cái ý trong đó. Thì ngài nói tổ khai thị lễ Phật rất, người suốt đời suốt ngày chọn năm niệm Phật, há có nên đối hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương lễ kính đứng đầu, mọi chuyện họa tỏa chứ lễ kính quyết chẳng bỏ được. Nếu không lễ Phật sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân hèn thông dong nên tâm thành cũng không cách nào đạt đến mức cùng cực. Ngài thiện đạo chuyên thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm, niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị hệt nhau không hai. Cái chỗ này quá sâu. Niệm đến cùng cực, ông Phật trong tâm là tự tánh Di Đà và Phật Di Đà bên ngoài không hai. Đừng mong thấy bên ngoài thì có chướng ngại, có hai. Chúng tôi chiêm nghiệm có cái chỗ này. Nhìn lại cái cõi này tạm là giả, đừng làm cho nó kiên cố, mà nhìn sâu vô đúng thiệt. Nhà cửa biến thành nương dâu, nương biến thành nhà cửa. Mới đùng cả nghe cái chỗ cháy sạch sành xanh luôn. Đùng cả đó, cháy sạch hết vợ điên luôn. Thì thấy nó quá tạm thời, quá là tạm luôn. Cõi tạm, ngài nói mình chiêm nghiệm đúng thiệt là tạm. Túi mình nó chút xíu nữa qua túi người khác. Cứ vợ về ở được mấy năm cái ly vậy, trời nó tạm, già chết mất. Chiêm nghiệm được cái tạm này không? Nó tạm. Thân cũng tạm luôn. Mới đây cái buồn, cái bắt đầu tự nhiên nó vui, giống như đóng kịch. Tâm là gì? Là vô thường luôn. Thân vô thường tạm hết, như đóng kịch luôn. Vậy cái thực là cái gì? Thực là chân tâm thường trụ, thể tánh bất sanh bất diệt, không tịnh không cấu. Nó là thể tánh, nó là thực. Mà quên cái thực bắt đầu làm cho cái giả này. Đang khỏe ổn, hôm nay khỏe khỏe, trời ơi thấy sảng khoái quá, ngày mai cái mệt. Thấy không? Thấy cái cảm giác này là già không? Mà mệt cái là khó chịu, bực tức. Rồi bắt đầu dãy dùng lên, rồi khi khỏe rồi bắt đầu ăn chơi sa đọa. Kinh hồn khiếp vía, nó giết con người. Khổ biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay chúng tôi nói đến cái việc này thôi. Thì bây giờ cái cách lễ mời thầy Tánh lên để dợt lại cái cách này thì lớn tiếng đại chúng, rồi đi kinh hành không, rồi tu một mình, rồi tu tự do không? Là gồm đủ hết. Cái điều chúng tôi duy trì mà mọi người hình như hơi khó duy trì đó là cột ống quần. Khi vô công phu chúng tôi vẫn giữ từ lúc đề xướng khá lâu, hơn một năm, cột ống quần không kéo cái y lên rồi. Mọi người thấy cột ống quần không? Là gì? Lại không đạp cái lai của ống quần để nó cà tuột xuống. Nó tuột xuống là đứng trước Phật cứ dậy không? Một chút xíu vậy thôi. Và nhiều lúc chúng tôi cột xong rồi chúng tôi vào bên trong ngồi để bắt cái chân lên đó, thì nó bị kẹt, cất ra và mở ra cho nó đầm phía dưới ống quyển của mình gần mắt cá, để cho cái ống nó thoải mái, nó không có cái quần khó chịu. Còn nếu mà mình làm sao cho nó vừa dặn thì nó không có bị căng như vậy. Thì cột ống là khỏi phải đạp lễ suốt buổi, không gì trở ngại.
lỡ cái quần mình có tuột xuống cái lai quần nó xuống dưới rúng không thành vấn đề, không lo. Hành trì chứ không phải nói chuyện mà không có kinh nghiệm đó. Thứ hai, trong lùng thùng đó thì đồ bất tịnh trong người rớt ra trong Phật điện cung kính. Chỗ này phải biết à. Phải may, có nhiều người như hôm trước tôi coi gặp Hòa Thượng Trí Quảng là ống quần ngài may sẵn luôn. Ngài lễ Phật nhiều không biết luôn. Những người như vậy. Còn mà đi ra bên ngoài không nói là lên Phật điện là phải trang nghiêm như mình lên đối trước Phật. Có khi nào mình ra mình lễ tổ, mình thấy mình để cái đầu mình, cái trán mình dưới chân của lễ tổ Hệ Viễn, trước khi vô giảng thấy đầu mình để lên cái chân, có cảm giác này không? Lễ tổ Ấn Quang thấy cái đầu mình để lên cái chân của ngài, thấy đang để cái đầu mình á sát cái chân của ngài, để cái lòng ngã mạn mình á nó tiêu tan đi. Lễ Phật là vậy đó. Cái gì mình đang ngồi như vậy thấy người chân mình cảm động, quá cảm động, mà Phật thì dễ cảm ứng với mình vô cùng. Cho nên chúng tôi nói là đi niệm được là kinh hành bốn chữ, đứng là lễ Phật tọa, còn một cách nằm dưỡng khí niệm trong tâm. Nãy chúng tôi nói thầy Tánh bây giờ cách ngồi, bây giờ ông phải lọc cách nằm, cái không được đó. Trong chánh điện không có dùng cái cách nằm được, mà nằm thì ai cũng nằm biết rồi không? Nhà nhớ nằm không ngủ thì niệm Phật. Cho nên chúng tôi có cảm giác quen bấy lâu nay, vừa ăn cơm xong rất dễ chịu, không suy nghĩ gì cả, và vô giấc ngủ rất sâu. Buổi trưa nằm nghỉ học giả buổi tối, niệm trong tâm thầm từng chữ từng câu lúc ăn cơm xong tuyệt, đừng hít thở. Phải nuôi cái tâm mình như vậy đó chứ. Nuôi cái tâm mình bằng quả giác của Đức Phật Đạo Phật, bằng sữa đề hồ văn sao. Ấn Tổ nói chỉ cần 10 ngày nhiếp tâm theo thập niệm ký số, chuyện thấy khác trong người rồi. 10 ngày. Còn họ niệm lâu lâu một câu hoặc niệm sơ sá thì không nói, mà nếu mà thường ngày mà họ chịu niệm chỉ cần 10 ngày thôi là trong tâm họ khác rồi. Vọng tưởng phiền não đối với họ là chuyện là không quan tâm rồi đó. Ghê. Pháp thập niệm ký số này khủng. Giới thiệu suốt trong văn sao, suốt trong văn sao, ai gửi thư đến cũng kêu ông coi cái lá thư. Kinh khủng thiệt. Mình đúng là có mắt mà không trồng, có tai mà như điếc, đọc hoài 3 năm nay mà thiệt là nhục nhã hổ thẹn đến cùng cực. Không đáng học trò, sách dép của ngài không đáng. Đang nói mình, chứ không phải la rầy quý vị. Thực sự nói chân thật. Bây giờ Miro cầm để đúng ra thì quý vị chỉ chấp ở nhà hay là đại chúng đang tu thì không Miro, thầy phải cầm Miro. Và chút nữa thầy đi niệm Phật thầm tự do, tự do là họ đi bách bộ, họ đi thoải mái, không dính vô chân, chỉ nhớ được số và thầm phố thì nhớ câu Phật hiệu thầm, nhớ là 3, 3, 4, 3, 3, 4. Nhưng mà 3, 3, 4 không phải là 1 đến 3 xong rồi 1 đến, nó phải theo đến số 10 thì cái tâm nó mới đủ cái sức định. Quá số 10 là tâm mình chịu không nổi, không nhớ nổi. Mà 3, 4, 3, 3, 4 không phải là từ 3, 1 đến 3 rồi 4 đến 6, 7 đến 10 thì cái sức định chưa xong, không nhớ số. Thì bây giờ cái đầu tiên là lễ Phật, thầy Tánh sẽ là lễ Phật. Cái này đại chúng ai cũng làm được rồi không? Nhưng mà mọi người trên mạng có nhiều người chưa có rõ. Cái này cực kỳ là quý, không được đâu. Thì cái cách này đó là đại chúng ở đây tương đối bắt đầu là ổn. Mà niệm Phật mà nó vô khớp một cái là nó yên một cái, nó không có tổn khí, một cái tâm nhiếp được cái là nó tính bắt tín hiệu là hay nha. Mình làm cái gì mà bắt tín hiệu không được, gọi điện thoại bấm 0909 7474 đến lẽ không? 473, nó không bắt tín hiệu. Chịu, lộn đi đâu. Hiểu bắt tín hiệu. Vô khớp khí lực đủ, tâm lực ổn, bắt tín hiệu liền, chịu liền, vô khớp liền. Thì bây giờ cái cách này là lễ Phật, ra tiếng 3, 3, 4, 6 chữ, ra tiếng rồi bắt đầu là sẽ tính đến cái chuyện đi kinh hành. Thâu cái đoạn này vô cho kỹ. Ông Hồ Tiểu Lâm ổng lễ cái kiểu ổng là một mình được chứ đại chúng khó áp dụng, mà ổng vẫn thích cái cách lễ. Bởi vì đứng nó tụ khí được và dùng khí lực mạnh hơn đi. Ông nói hay, kinh nghiệm. Còn đi như vậy nó bị tản khí do mắt nhìn tùm lum hết. Còn nếu mà lễ Phật thì mắt thầy Tánh xuống mà là thường là đó kì, coi cái con mắt 1/3 phủ đôi mi xuống là nè. Nếu mở banh mắt á, thì không nhiếp được mắt, mà nhắm lại thì trong tư tưởng có nhiều ý niệm rồi cái cảm giác coi như là tưởng ấm rồi thọ ấm ma trong đó, rồi nó nghĩ tùm lum, mình thấy hào quang sẹt sẹt rồi vọng tưởng dự phát cuồng. Người nói hai cái chuyện này, mở mắt cũng bị mà nhắm mắt cũng bị, mà chỉ 1/3. Mà 1/3 dễ ngủ lắm, 1/3 cái gì đó, nói vậy đó.
ngủ liền để sụp xuống nhanh lắm. Ráng giữ được con mắt cái kiểu này cũng là một sức định thần. Mà khi mà nhìn thấy mờ mờ chớp, ngài nói tuyệt, tuyệt. Lại thầm mà một mình nhìn chớp mũi, hít sâu chậm một tiếng, cũng tu một mình cái pháp tập niệm nhớ số. Tuyệt. Thiệt mà. Cái này không lừa gạt quý vị đâu, không lừa bịp đâu. Bây giờ lễ Phật 334 mà 6 chữ ra tiếng. Chúng tôi cái khánh này là thế cho cái khánh trong máy. Bây giờ đầu tiên một tiếng khánh là xá trước đúng không? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi dùng cái khánh thôi cho đúng ở trong đại chúng. Hôm bữa thầy Nhận Minh nói phải đại hồng chung xuống, giống như là đại chúng ta nghe dễ. Rồi tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ quỳ như vậy để ở đây nói cái chỗ này một chút. Nếu mà quỳ xuống mà hít cạn á, nghĩa là hít không sâu á, thì không đủ bốn câu. Dẫu đủ mà ráng lòng. Chúng tôi là thừa, chúng tôi là thầm mà thừa luôn. Hít một hơi thiệt sâu, chúng tôi để khoảng này hơi dài chút để quý vị hít. Rồi, bây giờ bốn chữ xong rồi, bắt đầu là nhớ là sáu chữ bốn câu xong nha. Cái nhịp đầu là đứng rồi đứng dậy ba, rồi xuống đây là bốn là đủ mười rồi nè. Một nhịp là mười. Rồi, xá xuống. Xá xuống. Rồi, bắt đầu xá xuống. Vừa xuống hít hơi vô là có một câu trong tâm bốn chữ rồi. Chỗ này hơi lâu một chút để nghe cái ten mới lên nha. Còn mấy Phật tử chúng tôi coi trực tiếp cứ nhớ nghe cái bắt đầu là hụp xuống nghe cái ten cái là lên. Có nhiều người lên luôn để im vậy luôn. Giờ mới lên nè. Nóng một chi vậy ta? Để nghe cái ten rồi cái khánh là lên chứ làm cái gì cứ nhóm mông rồi nhóm rồi làm cái gì đột vô cùng. Bây giờ sáng cái này. Đúng không? Đó, một nhịp nó xong là như vậy. Nhịp xong là như vậy. Là lẽ được rồi đúng không? Là xong rồi đó. Thì bây giờ làm luôn một lượt luôn khỏi nói chúng rõ lại. Sáng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đủ một nhịp là như vậy. Nhớ khi vừa bốn câu quỳ úp mặt xuống là một hơi vô là có bốn chữ trong tâm. Bước không có nhớ. Nhưng mà cái cách mà để dồn bốn chữ vô tâm thì cái cách này là mạnh nhất. Cái tượng để bốn chữ vô tâm sâu nhất và thở ra bốn chữ nghe ten mình lên luôn. Hai câu bốn chữ trong tâm và xuống úp mặt và lên. Chỗ này là sâu nhất. Chúng tôi cho là chỗ. Và khi úp mặt xuống như vậy để hơi lâu, máu bắt đầu nó bơm hết lên hệ tuần hoàn của não. Lên não, không khí không thiếu lên não. Nhịp tim bắt đầu đập đều. Và hai cái đầu trên đầu gối nó ấn vô trong tim. Nó cứ nhịp như vậy thì tim người này không bao giờ bị đau tim. Và phổi người này do hít phổi, thận người này do xá nè. Nhìn cái cách xá nè. Xá là hôm trước thầy tánh xá thiệt sâu xuống dây lưng chằng hơn sau. Xá chỉ mức độ này là vừa nè. Nhưng mà quan trọng khom người á. Thì thấy thì quen là cái tay thầy muốn đụng đất luôn. Thì người thấy làm như vậy thì đau dây chằng sau lưng khó chịu vô. Là vừa khoảng nghiêng lại như vậy.
nguyên từ trên nguyên xuống lại như vậy. Bắt đầu cái tay mình vừa đụng cái gối nhẹ nhàng, làm sao đừng thoải mái nhất trong này, ngài nói là đừng có cưỡng ép cái thân quá đáng cái không khí trong người. Mới lần đầu mà mình bắt đầu lạy, cái khí lực nó chưa vô mà mình quá thì chút nữa tâm lực cũng yếu, không hít nổi nữa là mệt chán. Mới lần đầu đưa nó vô từ từ, không khí phải nhớ nguyên tắc bước đầu lễ Phật với đại chúng, hít nó vô từ từ. Bước đầu mình hít 30, sau 40, sau 50, 70-80 là khúc cuối cùng, là cái phút 30 phút hoặc 40 phút là thoải mái luôn. Đặt một cái là nó đi rẹt vô trong liền, do tâm lực quá mạnh. Khí lực bắt đầu nó theo đó. Chỗ này lắng nghe kỹ, khí lực tổn, tâm lực tổn theo, tâm lực đủ ăn, trong lực có, khí lực theo đó luôn. Có nhiều người hơi thở họ phào phỉnh, họ làm cho tâm lực ê bệnh tổn khí. Có nhiều người tâm họ quá khủng hoảng, họ không có làm gì tổn khí mà làm cũng mất khí, bụng siêu quẹo đi không nổi. Tâm lực khí lực phải dùng chung với nó làm sao. Giờ bắt đầu đi bốn chữ với đại chúng nha, đang nói đại chúng luôn, đi nghe theo tiếng. Thì đi, bây giờ nói lại thêm cái chỗ lạy, nếu mà đại chúng mệt thì mình đang tu đại chúng nè. Rồi nếu mà mình niệm ra tiếng mà mệt, mình niệm thầm là nhép môi. Còn nếu mà mình mệt nữa, im lặng lắng nghe lạy lên xuống hít sâu. Còn im lặng mà nó có nghĩa là niệm thầm nó mệt đó, im lặng nó cũng mệt, thôi ngồi xuống luôn. Rồi nó mệt nữa thôi nằm nó luôn chứ giờ. Nằm là thôi khiêng ra bên phòng hộ niệm rồi. Ha. Hết kiểu, nằm là hết kiểu rồi, vô phòng hộ niệm thôi chứ còn đi đâu nữa. Đúng không? À, giờ đi nè, nếu mà đi lắng nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ lắng nghe thì phải nhớ số. À, hôm bữa thầy thánh niệm không thấy ổng niệm, hỏi đang làm cái gì sao không niệm, mà kêu tịnh thính, tịnh thính. Kêu tịnh thính mà có lắng nghe nhớ. Ố à, cái tịnh thính nghe bên ngoài không, cái tâm nó chạy đi đâu thì cũng phải là tịnh thính. À, đi bốn chữ nè, bốn chữ, ba cách khoảng nhịp ra. Đi hai vòng qua lại. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hết 10 câu. Nhưng mà cái này lúc mà thầy biểu diễn, thầy diễn xuất như vậy thì thầy để khoảng trống không niệm và mình bước theo đúng bước chân, nhưng mà trong máy á, trong âm thanh á, tu đại chúng mà giác nhàn niệm á, là nó có hai câu A Di Đà Phật nhỏ lại, lúc đó mình hít thở không niệm. Nếu mà mình dính liền số thì rất nhớ khó. Đây là cách đầu tiên khó nhất, là 10 rất khó. Phải ngắt làm 3 khoảng như vậy. Cho nên lúc chúng tôi tu một mình thấy 10 số nhớ đại chúng vô không nổi. Bởi vì đang đi đông người nó phân tâm không vô 10 số được. Phải là ngắt khoảng 4 ra thì người ta niệm được. Thử vô một cái không được là mà đại chúng thấy là suốt cả buổi đó không niệm được cái số nào. Chuyện cái khác là cái mà đầu tiên đưa ra. Cho nên ra kỹ sư để nghiên cứu là cũng phải thử, máy bay chế cũng phải bay nó rớt hay không chứ. Nếu nó rớt rồi ai dám bay, cái gì nó cũng phải thử chứ, đúng không? Tu cũng phải ngẫm đổi hoài. Cái này chúng ta không có tu đại chúng, tu mình cũng phải thử tới thử lui chứ, đúng không? Nhưng mà xì ke là được rồi đó. Rồi được chưa? Bây giờ cái này là tu với đại chúng, niệm ra tiếng với đại chúng vẫn 3-3-4, đúng không? Ngồi với đại chúng mình làm sao? Mắt ngồi là nè, mở ra để đi, rồi lạy thì bắt đầu mình đứng thẳng là mắt mình mờ mờ rồi, còn ngồi xuống là phủ đôi mi xuống tuyệt đối luôn, không có phải cho nó hở lên luôn và không nhắm lại luôn. Ngồi thì phủ đôi mi quá dễ rồi, đâu có đi đâu, sợ té đâu có lạy xuống, để lạy thì mình phải mở ra, đúng không? Rồi ngồi niệm 3-3-4, bốn hành mình dùng luôn, dùng cho hộ niệm rồi, dùng cho lạy trong hộ niệm luôn, tiện không? Thì thiện không? Nó ổn. Nó vô khớp cái là nó ổn à. Giờ ba theo điệu kinh hành đó nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đứng dậy. Cái ngồi á, nếu mà không hít sâu á, là bốn câu không đủ. Bước đầu câu là chất quát luôn không đủ. Ngồi là dễ hít khí nhất, đứng là dễ hít nhất, đi thân nó động cho nên khí nó tản. Mà khi mà tâm yên, tâm nó sâu, khí nhẹ, quyết lưu thông. Câu này của một vị ông tu thành tựu cái pháp niệm Phật hơi thở. Nhưng mà nếu hít vô một câu, hít vô một hơi thở Nam Mô Di Đà Phật á, cứ ngài Ấn Tổ nói cứ như vậy làm hoài thì cũng sẽ bệnh, sẽ bệnh. Ba hơi, một hơi, ba câu vô hại. Hay, chỗ này hay. Thực sự là. Rồi bây giờ là thầm nè. Thầm là tu một mình thì thường buổi sáng chúng tôi là thầm. Dẫu chủng vẫn là phải dưỡng khí. Thầm thì giống như hồi nãy ra tiếng, bây giờ thầm thôi. Giờ thầm. Xá. Cũng phải thủ thuật như vậy. Xá. Thầm một mình á. Bắt đầu bước sang tu một mình. Từ nha, cái chỗ này điều chỉnh chút nè. Thầm một mình không cần ngắt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu nhanh quá không nhớ số thì chậm không ngắt khoảng. Một mình đâu có gì đâu cần ngắt khoảng, làm lại một mình nè. Thầm không ngắt khoảng. Xá xuống. Nam mô A Di Đà, mô A Di Đà, mô Nam mô A Di Đà. Thì cái này là niệm thầm một mình. Cái lối lạy này là của thầy Tánh, thầy tìm ra bởi vì thầy tổn khí quá nặng khi đọc văn sao. Thầy niệm bốn chữ từ trước đến giờ, chúng tôi nói phải sáu chữ cho nên điều chỉnh lại một chút, thầy qua sáu chữ. Khi thầy lạy thì chạy đứng, thầy đầu tiên vô thầy không xá, chúng tôi nói xá thêm, đại chúng quen cái cách xá rồi. Thầm này thầy dùng bấy lâu nay, còn nếu niệm trong tâm á, mà lễ Phật á, thì không trụ được, không có âm. Tâm nó chạy không có thể nào có âm thanh để giữ được cái tâm để lạy cái gì 3, 3, 4 này. Cho nên không niệm, lẽ không niệm trong tâm được. Đi tự do thì nhớ nó được. Nhớ từng chữ thể tốc độ như vậy được. À, gì? Đà Phật. Càng quá để tâm rời rạc, nhưng càng chậm bộ nhớ ghi càng mạnh trong tâm. Nguyên lý nó là như vậy. Rồi bây giờ lễ thầm 6 chữ. Phải là 6 chữ nha. Phải là 6 chữ, dùng 6 chữ để niệm ra tiếng. Mình lễ Phật dùng 6 chữ, đi không dùng 6 chữ được thì 4 chữ. Vì đi 4 chữ, giờ đi 4 chữ nè. Thầm đi 4 chữ nè. Ở nhà cho rồi. Hai vợ chồng cũng có thể dùng cách này được luôn. 4-5 người thì phải cần có âm thanh giữ đi, giống như hồi nãy. Rồi. Cái cách này là chỉ một mình, rất khỏe, rất nhẹ. Bốn chữ đúng không? Bốn chữ. Và cái hơi mình vừa đủ đúng cái tai nghe thôi. Vừa đủ làm sao nghe rõ được. Mình nghe rõ không cần người khác, rất rõ. Đi trong chánh điện, trong đại chúng, trong chánh điện của mình á, một mình đúng không?
Nếu mà mình đi tự do mình làm cái kiểu này nó kỳ lắm, không đi được. Mà nếu mà mình đi trong chánh điện mà mình bước ảo thì cũng không có trang nghiêm. Còn đi tự do ngoài đường, đi bách bộ, đi sở thú, đi công viên, hoặc là thường người nào mà chịu khó đi bộ. Ví dụ có nhiều người từ ở dưới nửa dốc hoặc dưới ngay cây bơ đi lên cũng sách, không biết đi bộ. Đi bộ rất thoải mái, hít thở lên dốc bình thường vô tư. Đó là mình lại Honda dùng tốn xăng, tốn sức, lỡ nó tông cái rầm nó bể não nữa. Đi bộ đâu có tông gì đâu. Sáng là chúng tôi bách bộ xung quanh, công phu xong trong động là chúng tôi sẽ đi bộ xung quanh. Quảng Tịnh này với ai đó, từ ông đứng ngay cái cửa cũng sự hậu bước kẹt tin 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 tin, cũng không xuống đây đi bộ lên đây được nữa. Thầy Nhân Minh bấm rẹt rồi đổi lên cái bắt đầu chạy ra ông kia tin 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 rồi đóng lại. Trời ơi, tôi nói ông làm biến Tịnh, ông làm biến bà cố luôn. Gì đâu mà từ dưới nhà đi lên đây xách Honda chạy. Honda chạy cái bữa đi xe con, không phải là chê hoặc la, nhưng mà nhắc để mình làm gì, đi bộ. Đi bộ là nhịp tim tốt nhất. Và đi tự, bây giờ thầy tánh là đi bộ tự do nè, niệm nhớ số nè. Và nếu không nhớ số được thì nghe câu Phật hiệu, từ từ nói mình. Là đi tự do không nhớ số thì phải là nhép môi 3-3-4 trước. Còn nhớ số thì càng tốt. Còn giờ khuôn khổ, giờ đi nè, vẫn thầm nha, thầm nhớ số tự do, đúng không? Đi tự do rồi làm sao mà bước một chi ai dây chân trái đạo Phật. Ông này dũng điên, đi đâu kìa, đúng không? Rồi tự do nè, anh này tu tự do nữa. Mình thoải mái, khỏi chấp, khỏi để ngực gì hết trơn. Còn nếu mà đi kinh hành bữa nay mọi người quen là để tay trước ngực đi, chấp người không, đại chúng ở dưới đây trên này cũng như chơi dưới đó, thì phổi sáng không đi, ông để tay trước ngực thầy tánh cũng đi khỏe. Còn chấp như vậy mình gồng gân nó lên hơi khó chịu. Mà đi thì khi để tay như vậy nè, để tay phải lên đụng nhau, và hai tay phải tay trái ịnh nhau như vậy là một loại dưỡng sinh âm dương quân bình trong cơ thể, rất tốt. Đi tự do vẫn niệm 3-3-4 nhớ, đây là cách của tổ dự sử dụng hàng ngày. Thoải mái không? Thoải mái thì thoải mái vô cùng. Mới nghiên cứu được hồi sáng nay mới tin luôn trong lò. Thoải mái luôn, khỏi chân cẳng gì hết trơn. Thấy thoải mái không? Nhưng mà trong hội niệm mình đi kiểu này tụng nhau á, đừng đi hội niệm, phải đi làm sao bước nhịp vô chân thì đều hết chứ. Đi tự do không? Bốp, nghe tiếng. Đi tự do, giờ ngồi tự do nè. Ngồi tự do, ngồi trên bộ đòn hoặc ngồi chỗ xích đu đồ, cái chân đưa qua đưa lại kệ nó. Rồi, ngồi tự do. Niệm Phật nhớ số, ngồi tự do, đi tự do. Ngồi tự do là gì? Ngồi tự do là niệm cái này là không phải ngồi trong chánh điện nữa, mà họ đang ngồi chơi với bạn bè hoặc ngồi một mình rồi vậy đó. Thì lúc này là bất gì? Nhớ số, nghe tiếng. Rồi, ngồi tự do. Có trường hợp nào như vậy không? Trong cuộc sống có không? Có thì phải dùng chứ. Ngồi tự do. Cái ngồi tự do này là phát minh do cái nhà lá con mình ngồi. Con trên hình của tổ xung quanh đại chúng chắc biết nhà lá ngồi niệm. Cái cho niệm vậy đã cho ta đung đưa. Nói ngồi như vậy chứ thực ra xếp bằng cho đúng ra mình ngồi trên ghế hoặc ngồi xích đu hoặc ngồi cái chân nó cứ đưa. Cái niệm là phải nhớ nha, chứ không phải đưa tự do hết trơn luôn, nó niệm nó chạy tùm lum không được á. Ý nói ngồi tự do là thấy ngồi như vậy chứ thực ra mình ngồi trên ghế, ngồi trên giường, ngồi ở chỗ nào không biết, không có thành khuôn khổ của cái chân, đi cũng không thành khuôn khổ của cái chân, ai dư chân trái đạo Phật chân phải. Với cái âm thanh phải rõ ràng. Bây giờ nó còn một cách nằm tự nằm được không? Thôi được vậy đi, nằm kỳ quá ha. Thôi khỏi nằm tự do đi. Nằm như thế nào là nằm tự do? Nằm một chân đưa xuống, nằm ngửa là tự do. Còn nằm khuôn khổ là nằm như thế nào? Nằm khuôn khổ là người này nằm nghiêng mệt, họ không quen, họ ngửa ra một chút xíu, tay để lên bụng. Thì người này nằm có phép tắc, nằm có oai nghi. Còn nằm
suy nghĩ không biết, mệt cái đầu lắm. Hồi xưa có nhiều người nói đừng gác tay lên trán, gác trán tóc bạc trắng liền, đen thành trắng suy nghĩ. Thì lúc đó mình hít vô một hơi nhẹ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chữ từng chữ từng chữ, rồi một chập hít hơi vô không thành A Di Đà Phật, à, hít vô rồi thở ra A Di Đà Phật gì cả. Lúc đó không cần hơi thở, rất nhẹ, và có thể lúc đó làm sao lâu lâu hít cho nó vô, giống như mình bơm xăng vô, lâu lâu hít cho nó vô, bắt đầu trong tâm từng chữ từng chữ. Thì chúng tôi thường dùng ăn cơm trưa xong là chúng tôi ru giấc ngủ bằng câu Phật hiệu từng chữ, một chút là vô liền. Sẵn đó là cả câu Phật hiệu hết một tiếng nửa tiếng, thức dậy rất tuyệt, sảng khoái hơn. Dùng cách này thử. Nhiều người ngủ trưa họ ngủ không được, họ dậy họ mệt. Họ có nhiều người họ ngủ họ mệt quá chừng, thức quá trời khó chịu luôn, còn mệt hơn không ngủ luôn. Còn một cái cách từng chữ trong ru giấc ngủ tuyệt, tuyệt, làm thử à. Nó không ngủ thì kệ nó, mà nó đã buồn ngủ là kiểu gì nó cũng phải ngủ, niệm nó thả câu Phật hiệu ngay tức khắc. Thì Phiên hôm qua ông nói trời ơi biết sao, cái lời vô văn sao là con ngủ biết cái gì nó làm che sao khó chịu. Bây giờ mà đưa ổng xuống kêu ổng không hít thở mà niệm nó cũng vô, thôi niệm chứ vài câu cũng được. Thầy Phiên thì thầy thích ngủ. thì thường các vị mà họ dè dặt được cái chuyện tài sắc danh đó, họ kinh sợ nó rồi đó, họ trừ như ghẻ độc được đó. Nhưng mà cái dè dặt ăn và ngủ, ít khi ai bị dè dặt, sợ họ lo, chứ ngủ nhiều họ không lo. Mà chính là ngủ nhiều đó bị hôn trầm, trí tuệ si mê, không đủ thời gian để là cái hại trong cái lợi đâu. Nhớ kỹ, ngủ dục mà, thực thì cũng nằm trong ngủ dục. Nhưng mà thức á, thì coi chừng cái não này cũng banh, tiêu, không được. Chưa chứng pháp thân phải điều hòa. Bây giờ nó còn cái cách niệm trong tâm nữa đúng không? Rồi, hồi nãy chỉ để bỏ micro sớm. Niệm trong tâm, không ra hơi, đi tự nhiên, khỏi dính vô bước trong tâm. Nhớ số trong tâm rất cực kỳ khó, với điều kiện hít một hơi thiệt sâu, vẫn còn có thể nhớ. Một chập cũng là sẽ khó chịu, hơi thở đột ngột quá. Còn từng bơm nó một chút hơi thở vô, đi tự do, từng chữ trong tâm chậm. Cái lối này chúng tôi đang dùng. Khỏi mì rô gì hết trơn, đi tự do mà. Từng chữ trong tâm, khỏi hơi thở luôn, quên hẳn cái chân lưỡi trong tâm, không xì ra một chút hơi, đi tự do, trong tâm từng chữ, hai cái tay thoải mái luôn. Đi bên ngoài thoải mái thôi, rồi đi. Không đi giống như công an bộ đội đi phải nghiêm túc, một hai một hai một hai, bộ đội họ đi phải nghiêm túc chứ không có thể đi là đúng không? Nhưng mà cái này thầy làm vậy thôi chứ mình tự do, tự do có thể nhìn chim nhìn mây, thấy rồi chim mây người ta kêu ơi giật tánh, nhìn bình thường luôn, không phải qua đường mà kiểu này chắc cái kêu ông này chắc điên dữ. Thầy làm vậy thôi chứ mình thoải mái nha, làm là đi trong tự do mà. À, nhìn mây nhìn gió mà từng chữ trong đó không quên gì, tịnh thính, tịnh thính trong tâm, tâm nghe câu Phật hiệu, căn của ý nghe được câu Phật hiệu thanh tịnh, gọi là tịnh sắc căn, tứ trong tâm không rời, bước chân không dính nó nữa, mọi vật mây trời gì đi nữa chỉ là thấy, nhưng câu Phật hiệu không rời chữ. Cái này gọi là tịnh thính sâu nhất. Ấn Tổ có nói chỗ này.